Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là luật sư Ngọc còn đến nha chị Loan nha cô chú. Dạ, hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 2 nha cô chú anh chị. Ở phía trước thì xe của luật sư Tuyết Ngọc á. Dạ là nãy giờ là luật sư Tuyết Ngọc cũng đến lâu rồi anh, nhưng mà bây giờ là đi về rồi. Thì mấy anh em mình ra muộn. Anh luật sư Tuyết Ngọc nãy giờ đến lâu rồi ha. Mà cũng... Rất là căng anh ha. Em thấy dạ. Có luật sư Tuyết Ngọc này, luật sư Anh và em hai ba chú luật sư nữa. Tại cũng khá lớn tuổi gọi là chú ha. Đến buổi trưa trong ngày hôm nay. Không biết là diễn biến vụ tranh chấp này như thế nào mà sắp Tết mà luật sư phải mang những hồ sơ gấp đến gặp chị Hồng Loan trong trưa ngày hôm nay ha. Để sau Tết một xíu là sẽ diễn ra cái phiên tòa xét xử ngày 3/6 đấy cả nhà. Dạ. Thì nói chung là ngày hôm nay đến là cũng có cái gì là nghiêm trọng đâu, nhưng mà đến là chỉ là chị Loan và anh Thành Mỹ và chị Bùm Bùm á, là có thể là đưa thêm một cái số thông tin gì nữa anh, với một số cái giấy tờ gì nữa là đỡ là qua Tết á là sẽ ra tòa, rồi cái bên nhóm cần cần kia á là nó sẽ là dọn đồ thôi á anh. Thì cuối năm rồi, tòa án cũng sẽ không có giải quyết những cái vụ việc mà liên quan tới tranh chấp tài sản nữa, bởi vì hôm nay cũng là 27 tháng chạp, nhằm ngày 6 tháng 2 rồi. Chúng ta chỉ còn có vài ngày thôi sẽ bước sang một cái năm mới, cho nên là tạm thời là bên tòa án cũng sẽ không có giải quyết bất cứ một cái gì nữa. Nhưng mà có những cái hồ sơ là buộc là phải đem tới cho chị Hồng Loan để tham khảo chị Hồng Loan và ra một cái quyết định như thế nào đó, thì chị Hồng Loan và bên luật sư là mới có những cái việc gấp rút trong vào những dịp cuối năm như vậy. Là hôm nay là 27 rồi quý cô chú anh chị, cho nên là sẽ tham khảo trước và sau đó thì sẽ ra vào tòa án vào những dịp đầu năm, chúng ta sẽ biết được một cái kết quả thôi. Còn hiện tại bây giờ thì cả nhà cũng thấy là luật sư cũng mới vừa đi khá là vội vã nha quý cô chú anh chị, bởi vì sẽ còn sẽ ra trình ở trên kia để làm việc, nhưng mà còn xử là không có xử, chỉ có trình thôi. Đúng rồi. Để giải quyết cho xong cái đầu năm sau. Thì chị Ni cũng đã live stream cũng nói rồi, thì hiện tại bây giờ là cũng không có xét xử gì hết anh. Thì qua sang năm mà dọn đồ hay không là mới biết được cái kết quả. Thì mấy ngày hôm nay là nói chung là luật sư Tuyết Ngọc cũng thường xuyên đến đỡ gặp chị Loan này, rồi chị Bùm Bùm với anh Thành Mỹ á, là nhiều khi mà mình muốn trao đổi những cái thông tin gì đó để đỡ ký vào giấy đồ này kia sau qua Tết mới làm anh. Rồi còn cái hiện tại bây giờ mà mình phải nói rằng điều mình làm thì mình phải làm thôi, chứ còn thật sự mà nói là bên cần cần cũng đã là thua hết rồi anh. Đó, thua là cái vụ là tranh chấp tài sản, thì chị Loan cũng là con nuôi hay là con ruột gì đó là cái bên nhóm ve kia nó lên cái thông tin nó nói rằng như vậy đó. Thì tụi em cũng xin là đính chính, mặc dù con nuôi hay con ruột gì thì cha mất thì vẫn tài sản là con hưởng thôi anh. Đó, chứ cái nhóm cần cần nó cứ mỗi lúc là một tầng cái nó lên nó đưa cái thư cái đơn kiện nó nói rằng là Hồng Loan là người con không hợp pháp, người con nuôi, đến nỗi mà hiện tại bây giờ là nó đi nó kiện, mà đến nỗi mà nó kiện luôn là cái giấy khai sinh, nó nói là chị Loan là con không hợp pháp luôn á. Thì hiện tại thì cái vụ việc này cơ quan chức năng cũng chưa có cái hướng giải quyết với là chị Hồng Loan và dễ bên chỗ bên cô Sáu, nhưng mà một số kênh kênh cũng đã nhằm vào cái mục đích là cô Sáu đã đi lên trên tòa án để hủy giấy khai sinh của chị Hồng Loan. Thì kênh kênh nhằm vào cái mục đích đó để công kích cho chị Hồng Loan. Và mới đây thì cái chị mì xào củ chuối đó quý cô chú anh chị ta lên một cái tập 82, chị ta nói là phân tích về cái vụ mà quỷ giấy khai sanh đó, là từ năm 2014 cho đến 2019 là sẽ có được quyền nhận hay là hủy giấy khai sanh của một người con. Thì thật sự em không hiểu là chị ta là cái trình độ là như thế nào thì em không biết nha quý cô chú, nhưng mà ở đây chị Hồng Loan sinh năm mấy và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chúng ta là sinh năm mấy, bác Năm sinh năm 1958. Dạ. Thì cái thời điểm mà bác Năm nhận được chị Hồng Loan tới nay đã 30 mấy năm đó,
cái bộ luật đó là chỉ áp dụng cho 2014 tới 2019. Nhưng mà còn cái điều thắc mắc ở đây á là cái chị mì xào này á là chị có đâu có là có liên quan gì trong cái lĩnh vực này đâu mà chị biết cái gì chị nói. Chị lên phân tích chị nói tầm bậy tầm bạ thôi. Chỉ là 70/12 chị lên phân tích. Em nói với anh á thì hiện tại bây giờ là chị là bên cành cơn đây. Đó, chị đứng về bên con que thì chị phải nói 6 chuyện lon thôi. Thì đúng rồi. Đó thì những cái chuyện mà không có thì chị cũng đặt điều ra để chị nói, chị xúc phạm đến chị Lon và chị Ni. Mà như anh cũng biết á là trong thời gian vừa qua là cái bà này á bà cũng to mồm, đó là mồm to cô chú. Đó, bà sẵn là chị ta là mồm điêu đó quý cô chú anh chị. Hả? Với lại nói cái này, nói cái kia rồi cái ngày mà 25 á anh. Cái ngày 25 là cái ngày là táo mộ á, là bên nhóm cô mẹ con que cùng với là vợ chồng bảy bánh xèo với cái thằng con Hàn Quốc đó, đó là cũng lên trên mộ, bắt đầu lên trên đó rồi nói đi táo mộ, nói cái này nói cái kia. Ủa, nói rằng nói cái này nói cái kia là sao anh? Bây giờ là chị Lon là con gái thì chị Lon được hưởng thôi, bây giờ anh có làm cách nào? Ủa, em nói như cái thí dụ cái chuyện nó rất là nhỏ vậy nha, như hai anh em mình đi đó, có vợ có chồng đúng không, sau này mình mất, ví dụ như là mình có tài sản đi rồi cái đưa cháu của mình nó ngồi với mình nó nói ông cậu mai mốt ông cậu có tài sản mà ông cậu chết ông cậu cho ai ông cậu, cái mình nói thằng mai mốt lỡ ông cậu chết ông cậu cho con nghe cái giải cái ông cậu chết rồi ông cậu còn con gái. Tôi nói chơi mà. Nói chơi mà tướng thiệt. Tôi nói chơi. Ủa thì tôi tướng thiệt mà. Cậu tôi mà. Tôi nói chơi, cậu tôi nói chơi, tôi còn con mà. Chừng nào tôi không có con là mới tới người thừa kế khác. Ủa chứ sao hồi đó cậu nói còn cho con cái nhà xuống năm đồng địa điểm này mà. Cậu nói chơi mà lúc đó cậu nhậu, cậu nói chơi thôi con tướng thiệt hả? Con tướng thiệt chứ. Cái ấp ủ của con tướng thiệt mà. Hàng gì giờ con mới quậy cho cái sóng gió gia tộc này đó tành bằng té bẹ ra đó mà thật sự là bây giờ nếu mà có cho đó. Thật sự có cho nha, là chỉ cho dòng họ thôi, cho dòng họ thôi. Thì con cũng là dòng họ nhưng mà nhà dòng họ ngoại mà cũng được chứ. Được, để cậu cho con cái cục đất nằm kế bên cậu á. Chứ còn bây giờ mà cậu không biết cho con cái gì nữa, giờ cậu xỉn, cậu nói chơi đâu mà con tưởng thiệt hả? Vậy bao nhiêu năm con cứ nghĩ là thiệt, con không ước mơ. Dạ con không ước mơ là mẹ con á, đừng có báo cậu nữa. Dạ. Thì bây giờ là đồ của con cũng còn bỏ nhà của con của cậu nè, nhưng mà con cứ suy nghĩ là qua Tết con sẽ ra tòa, con sẽ chiến thắng thì con không dọn đồ đó. Cái đó chắc không có rồi con ơi, con mơ quá, tại vì cậu cũng đã để lại cho con gái của cậu hết rồi. Cả một đời của cậu á là dành cho gia đình của con khá là nhiều rồi, con của cậu á là thiếu hụt đi cái tình thương của người cha rất là nhiều khi cậu đi lưu diễn, cho nên bây giờ đó con cũng cố gắng đi ha, dọn đồ ra cho con của cậu làm ăn buôn bán đó. Thì cái hồi, nói vậy đó. Hồi xưa bây giờ thì sống với cậu là cậu lo, bây giờ cậu mất rồi mình con làm thì con làm không có tiền nó con mệt. Không có tiền hả? Trời ơi con làm không có tiền thì bây giờ con phải chịu thôi chứ giờ cậu cũng mất rồi biết sao giờ. Con bán bún bò mà có 30.000 tô 35.000 tô bán biết chừng nào cho có tiền. Ăn luôn không ai ăn ớ quá, rau sống gì mà hiện tại bây giờ mà không ai ăn á, nó khô luôn á. Vậy giờ con chuyển qua bán bún khô đi. Thôi bây giờ là con tính là con lấy cái nhà này nè, con bán mấy chục tỷ nó nhiều hơn. Mà chắc không được quá. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.